Từ những tin báo và qua công tác phục vụ như đồng chí Vân trưởng phòng PC02, chúng tôi đã ra dựng và phát hiện ra băng nhóm này. Và băng nhóm, đặc biệt băng nhóm này là chúng hình thành rất nhanh trên không gian mạng. Và chúng hình thành và chúng tụ lại với nhau có sự điều nghiên từ trước. Và chính cái sự điều nghiên này thì qua công tác điều tra cơ bản nắm tình hình thì chúng tôi cũng đã phát hiện ra cái số đối tượng này. Và từ đó thì chúng tôi có cái báo cáo ban đốc, ban đốc đã chỉ đạo. Và quá trình đánh bắt cái nhóm đối tượng này thì báo cáo đồng chí là nhóm đối tượng này là rất là manh động. Chúng chuẩn bị đầy đủ hung khí, dao, rồi là bình xịt, rồi là găng tay và cả băng keo để mục đích là vào nhà gia chủ để khống chế cướp tài sản, cướp lấy tài sản và yêu cầu gia chủ phải chuyển khoản. Ngoài cái tài sản mà có trong nhà thì phải chuyển khoản. Cho nên là nắm được cái tình hình này thì yêu cầu đặt ra của chúng ta là của lực lượng công an là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho gia chủ.